Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Scooby nhỏ bé, xinh xinh nhưng cũng rất đẹp khi đem đi dọn kiển. Cái chiếc Scooby, một cái dòng tay ga tầm trung khá nhỏ bé và được rất nhiều anh em chơi xe này mời mẫn bởi vì kiểu dáng mini rất đáng yêu. Cùng với đó là bộ kia đồng trần giúp cho việc dọn kiển trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đầu tiên, trang bị trên mình chiếc cụm thắng Anchor có mức giá bán hiện nay khoảng là 3 củ. Phía bên trên là chiếc bình dầu cùng chiếc cái phát được tặng kèm khi mua tài. Bộ cụm này khá to lớn, gây ấn tượng cho chiếc xe rất tốt. Mà ra chiếc piston lớn đem lại cái lực phanh mạnh mẽ hơn cho xe. Phía tay phanh đùm vẫn là cái cụm tiếp em quen thuộc, được rất nhiều anh em chơi xe hiện nay ưa chuộng. Cái phần chân có thể bắt được cái kính phía sau là do người chủ mình thêm vào để cái nguyên bản của tiếp em không có lỗ chân kính. Ở bên dưới đây, cái sự chịu chi từ người chủ khi chàng trai này bỏ ra khoảng hơn 5 triệu đồng để tặng cái chiếc xích ưu của mình có combo bao gồm Air Hell bấm đầu kết nối cùng con heo dầu Rainbow phiên bản 2 sọ 2 bit một bên cùng có mức giá bán khoảng là 2 triệu đồng, đĩa thắng cái size Thái Lan kích thước là 220. Hệ thống cái giảm sóc Hollin đi cùng dòng, đây là mẫu phục đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý trong mọi cung địa hình. Tiếp phục kích thước lớn trên lò xo sơn hoàng mang lại sự cứng cáp để nó bật. Quay 125 lên phong cách Thái Lan cùng rất nhiều món đồ chơi giá trị. Các chiếc quay 125i là mẫu xe đến thời điểm hiện nay vẫn được rất ưa chuộng ở các chiếc chùa vàng, có rất nhiều bản đồ đẳng cấp. Còn ở Việt Nam, em ấy có tên gọi là Future. Mới đây một biker ở Sài Gòn đã mạnh tay chia hơn 200 củ để thực hiện việc lột xác các chiếc quay với những món đồ chơi hoàn học đến từ cái hiệu như Magic Rainbow Hardy. Xem tấm thải có thấy em ấy sử dụng mình cái da mọc áo xanh lá là cực kỳ đúng phong cách nước bạn. Được biết dàn áo này được người chủ order trực tiếp bên Thái về. Lúc đầu là gam màu đen bạc đã sơn lại cái màu sắc này. Cái điểm nổi bật nhất của các biker thèm khác đó chính là sử cho mình cái cụm phanh Rainbow Crossy. Lý do nó có tên như vậy bởi mẫu tay này thường dùng trên những dòng xe đua của một cái đô nổi tiếng và tên là Crossy. Được biết tay cấu tạo từ nhôm nguyên khối giá trị khoảng 40 triệu đồng. Đi cùng với đó bình dầu Daytona có mức giá khoảng 1 triệu. Để gia tốc nhanh hơn, người chủ trang bị cái cụm tăng tốc Dono để kết hợp cùng ống gạt Titan, đem lại cái sự khẳng định với bao tay tất quả. Đồng hồ zin của cái chiếc quay là mới, đi cùng đồng hồ LCD nhỏ, báo xăng và km đi đường. Trợ lực Hardin được kết hợp cùng với cái phát nhôm inox nhỏ gọn, tự như Thái Lan hay chơi. Không những hướng kiển mà còn mang lại cái độ ổn định tối ưu khi chạm vào độ cao hoặc cái núm tăng chỉnh nhẹ. Cái dàn chân chất lượng hơn với cái niềng nhâm Excel của Nhật Bản, với cái niềng của Excel Rim, dịp, chập chìm. Cái mẫu niềng này có mức giá bán khoảng 8 triệu đồng, đi cùng chiếc cầm Nova. Hệ thống phanh nâng cấp đĩa Rainbow Moto 3, cái size 220, mức giá khoảng là 10 triệu đồng, kết hợp cùng con heo Rainbow Moto 3. Mẫu heo này thường dùng trong các mùa giải Moto ở Moto 3, mức giá khoảng là 40 triệu đồng. Để gắn hoàn chỉnh bắt buộc người chủ phải cạc cái vách nhôm xì xiền cực kỳ chỉnh từ cái bản vẽ trên máy tính. Bộ chế hòa khí cực kỳ chất lượng đến từ một hiệu Yoshimura TM26 mức giá khoảng 10 triệu đồng. Nội công được người chủ chia sẻ dọn nhẹ nhàng với cái trái 54. Cái ống xả tinh nhùm cái mẫu Sataya mức giá khoảng 15 triệu đồng với thân bô Titan đi cùng miệng bô như miệng khối. Càng thắng, núm tăng thắng, thương hiệu đến từ tất quà. Hai tấm cái giảm sốc đã thấy ở đây không phải là Hollin hay Nikin, mà cái sự phá cách đến từ một phục Magic đến từ Ý cực kỳ đẳng cấp. Cái kỳ mẫu phục này rơi khoảng là 30. Cái mẫu phục này có mức giá khoảng là 30 triệu đồng tại Việt Nam. Cái điểm đặc biệt mẫu phục này là không đại trà bởi phải đặt theo đơn hàng từ nhà máy, nên số lượng rất ít ở Việt Nam. Tí vàng cực kỳ óng ánh với lò xo màu cam nổi bật. Phục Magic đáp ứng cái độ tốt nhún nhảy hợp lý cho một cung địa hình. Bản đồ đơn giản nhưng không hề giản đơn với những món đồ chơi tổng hợp lại khoảng hơn cả 200 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tiếp nhớ like và subscribe.